Dịch hạch, cái chết đen, nỗi kinh hoàng của nhân loại đang có dấu hiệu quay trở lại khi tháng 7 vừa qua tại Mỹ ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh, trong khi đó tại Trung Quốc đã có 1 trường hợp tử vong. Trước thực trạng này, thì ngành y tế đã tăng cường giám sát người và phương tiện hàng hóa đến Việt Nam từ các vùng đang có dịch. Trong đó, Hải Phòng là địa phương trọng điểm vì địa phương này có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc. Quan trọng hơn, trong quá khứ, Hải Phòng đã từng 3 lần bị dịch hạch xâm nhập. Tuy nhiên, theo ghi nhận của VTC, hoạt động giám sát và phòng chống dịch nơi đây vẫn còn nhiều lỗ hổng. Một tàu vận tải chở hàng từ Trung Quốc vừa cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Đó cũng là lúc hoạt động kiểm dịch y tế trên tàu bắt đầu. Theo quy trình, việc kiểm dịch bao gồm nắm bắt tình hình sức khỏe thuyền viên và kiểm tra vệ sinh trên tàu. Tuy nhiên, hành trang của hai cán bộ kiểm dịch này đến một cái nhiệt kế cũng không có. Vì chỉ kiểm dịch trên giấy tờ nên sau 15 phút, mọi công đoạn đã xong. Khi mà kiểm tra thì mình cũng theo cái cảm quan là chính, và xong công tác nắm bắt tình hình qua thuyền trưởng và các thuyền viên. Mỗi tàu vận tải như Sài Gòn Bridge này có hàng nghìn container. Trong đó có những lô hàng lương thực thực phẩm là đồ ăn yêu thích của loài gặm nhấm. Vậy mà giờ đây, các tàu đều phấn đấu để có được tờ giấy phép miễn vệ sinh, diệt chuột như thế này. Tiến hành những công việc diệt chuột thì sẽ rất là tốn kém cho chủ tàu. Phí diệt chuột nên là tính theo dung tích tàu có thể đến hàng chục ngàn đô la. Lịch sử thì đã nhiều lần cái dịch hạch lây lan theo đường biển và đã vào Việt Nam 3 lần, trong đó qua cảng Hải Phòng 3 lần. Và như vậy thì nguy cơ cái dịch hạch mà qua vật chủ trung gian là chuột và bọ chét lây lan qua đường biển vào cả Hải Phòng là rất cao. Nếu không may thành phố cảng xuất hiện người mắc dịch hạch thì khoa truyền nhiễm bệnh viện Việt Tiệp sẽ là nơi thu dung cách ly và điều trị bệnh nhân. Vậy mà tại khoa, thiết bị tối cần thiết trong cấp cứu bệnh nhân dịch hạch là máy thở cũng chỉ có một chiếc và đang chờ bảo trì. Hiện tại cái máy này thì nó cũng đã cũ rồi. Và để mà cấp cứu một cách hoàn hảo bệnh nhân mà có một cái máy thở hoàn hảo thì tôi tin rằng cái máy này là không được đáp ứng một cách đầy đủ 100%. Ví dụ như bệnh nhân nặng phải thở có hệ thống oxy, khí nén vân vân thì cái máy này nó chưa đáp ứng được. Tại thành phố cảng, hầu như không ngày nào vắng bóng những con tàu chở hàng từ Trung Quốc vào nước ta và ngược lại. Và biết đâu, những con chuột này vừa trải qua một hành trình dài, chui rúc trên một tàu vận tải trở về từ vùng dịch hạch của Trung Quốc.